thưa quý vị cuộc sống vợ chồng là hạnh phúc cả đời nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh câu chuyện mà người đàn ông đã chia sẻ đầy cay đắng trái ngang giữa hai vợ chồng và giờ đây tôi kính mời quý vị các bạn lắng nghe chi tiết tình cảnh xót xa cay đắng của cặp đôi vợ chồng này xin kính mời lắng nghe Theo lịch Hôm nay là ngày vợ tôi đi tụng kinh Nhưng khi về nhà Tôi không nghe tiếng gõ mõ Như mọi khi Tôi nhẹ nhàng đi lên lầu Thì thấy phòng thờ im ắng Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 3 năm Nhưng mãi vẫn không có con Tôi mong lắm Vì tôi là con trai duy nhất của dòng họ mẹ tôi suốt ruột vô cùng. Ngày nào cũng rục rồi bắt cả hai vợ chồng đi khám ở bệnh viện. Bác sĩ bảo hai vợ chồng đều bình thường. Chỉ có tôi hơi yếu một chút. Thế là vợ tôi, mẹ tôi ngày nào cũng nấu những món ngon bổ để cho tôi bồi bổ sức khỏe. Nhưng ngặt một nỗi, ăn mấy thứ đó nhiều, tôi lại đâm béo, tôi lại lười tập thể dục, nên bụng cứ trọt vo rồi lại lười chuyện đó vợ tôi đợt đó xong tháng nào cũng đi chùa cô ấy bảo rằng cô ấy lên chùa để cầu tự mỗi lần như thế xong cô ấy lại gọi người tới để tụng kinh cả ngày ở trên lầu tôi thì không tin lắm vào mấy chuyện này lại nghe tiếng tụng kinh gõ mõ thì chịu không nổi nên những ngày như thế tôi đều trốn sang nhà mẹ nằm hoặc cứ ở lì ở công ty để cho vợ tôi làm lễ xong rồi mới chui về nhà Nói chung là tôi cũng chán Vợ tôi bảo tôi phải suy nghĩ tích cực lên thì mới sớm có tin vui Chứ cứ ủ rũ như thế này thì còn lâu mới có kết quả Tôi chán nên kệ Thấy vợ đi chùa rồi làm lễ Tôi không cản nhận nữa Nhưng tránh có mặt ở nhà vào những ngày đó Tôi nghĩ mình không thích thì tránh Chứ không nên bán bổ mà có tội Mà cũng lạ Vợ tôi sau mỗi lần như thế Thì da rẻ cứ ửng hồng Tinh thần cứ phơi phới Mãi vẫn không thấy cô ấy có thai Tôi bắt đầu nghi ngờ Nhưng vợ bảo rằng cứ yên tâm Một bà thầy bói nói rằng Kiểu gì trong năm nay chúng tôi cũng sẽ có tin vui Rồi ba tháng sau Vợ tôi bắt đầu nôn ẹ Tôi mừng như bắt được vàng vì không nghĩ rằng lời bà thầy bói lại linh nghiệm đến như thế tôi và mẹ bắt đầu bồi bổ cho vợ việc nhà tôi cũng làm hết cho cô ấy nhưng khổ một nỗi có bầu xong xuôi rồi nhưng vợ tôi vẫn cứ đi chùa xong rồi mời thầy về nhà tụng kinh cả ngày hôm sau tôi hỏi thì cô ấy bảo thầy bói nói sau khi có bầu phải làm lễ để trả ơn trời phật thì mới được cái gì cũng có trước có sau tôi nghe thế thì cũng thấy hợp lý thế là từ đó cứ để cho vợ tự do làm lễ tụng kinh như trước nhưng hôm đó tôi đau đầu nên về nhà sớm để nằm theo lịch hôm nay là ngày vợ tôi tụng kinh nhưng khi về nhà tôi không nghe tiếng gõ mõ như mọi khi tôi nhẹ nhàng đi lên lầu thì thấy phòng thờ im ắng thấy lạ tôi bèn đi sang phòng ngủ bên cạnh để tìm vợ thì chết điếng khi thấy vợ tôi và sư thầy đang nằm ngửa ra trên giường hôn nhau say đắm. Cả hai cứ hôn nhau rồi sờ xoa khắp mà không biết rằng tôi đang đứng ngoài cửa từ bao giờ. Tôi chết sững, miệng ú ớ. Cô, cô làm cái gì thế kia? Lúc đó, vợ tôi mới biết có người. Cô ấy cuống của ngồi dậy, kéo áo xuống. Gã sư thầy cũng ngồi dậy, và tôi chết điếng khi nhận ra đó là tình cũ của vợ tôi Tôi lao đến nắm cổ áo hắn ta Đoạn rít lên Mày làm gì trong nhà tao thế hả thằng kia Mày làm gì vợ tao thế Những tưởng hắn sợ hãi Nào ngờ Hắn đẩy tôi ra rồi cười gần Tao giúp vợ mày sinh em bé Vì mày yếu quá chứ sao Mày nói sao Cái thai kia là Đúng rồi đó cái thay đó nhờ có tao mà có Mày định làm ầm lên thì xấu mặt mày thôi Chứ tao thì chẳng bị làm sao hết Tôi tức điên Lao đến đánh hắn ta Thì bị xô ngã Đầu đập vào tường chảy máu bê bết Lúc đó hắn cũng mất đả Rồi ngã xuống đất Nhưng vợ tôi chạy lại ôm lấy hắn ta Mà không đáy hoài gì đến tôi Thì xa Bấy lâu nay hắn ta cải trang làm sư thầy vào nhà tôi vụ trộm với vợ tôi mà tôi không hề hay biết. Tôi cứ nghĩ rằng vợ chỉ tụng kinh để cầu tự mà không hề biết rằng cô ta đã vụ trộm với tình cũ ngay trong chính căn nhà của hai vợ chồng. Giờ đây, biết được sự thật đau khổ này lại được chứng kiến cảnh vợ bênh tỉnh địch chậm chậm. Tôi thấy mình không còn lý do gì để giữ cô ấy ở lại nữa. Mẹ tôi cứ chửi tôi điên khi đột ngột ly hôn và khi cô ấy đang mang bầu nhưng mẹ tôi không biết rằng cả vợ cả con đều không phải của tôi mà là của một người đàn ông khác vâng câu chuyện vô cùng cay đắng trái ngang đối với một người đàn ông như thế này tôi mong rằng quý vị đưa ra những lời nhận xét bình luận chia sẻ cho câu chuyện này tiếp theo kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai Đến thăm con gái đột xuất Tôi chết điếng vì những gì nhìn thấy trong phòng ngủ của con Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 30 năm Có một cô con gái đến nay 19 tuổi Chúng tôi hiếm muộn Lấy nhau mãi mới sinh được con Sau đó cũng không sinh thêm được nữa Cũng chính vì thế Vợ chồng tôi dồn hết cả tình yêu và con bé Chúng tôi đều là cán bộ tỉnh kinh tế cũng rất tốt. Chính vì thế, khi con gái tôi về Hà Nội học đại học, vợ chồng tôi quyết định mua cho con bé một căn hộ chung cư nho nhỏ để con bé có chỗ ăn ở tử tế, có như thế học hành mới tốt được. Con gái tính nết hiền lành, ngoan ngoãn, trước giờ ở nhà lúc nào cũng chu đáo với bố mẹ. Dù nhà có giúp việc đàng hoàng, nhưng con bé vẫn thích nấu ăn cho bố mẹ. Trong mắt tôi, con bé lúc nào cũng là đứa trẻ bé bỏng cần được bao bọc con bé đi học tháng về một lần đợt vừa rồi tôi có chuyến đi công tác dưới hà nội nên tiện đường vào chỗ con chơi luôn tôi đến nơi rồi mới gọi con bé sắp ngửa xuống bảo sao mẹ đến không bắt trước tôi bảo chỉ đến một lúc thôi rồi về vì hơi say xe nên tôi vào phòng ngủ con gái bảo nấu cho mẹ bắt canh ăn cho nóng cũng vì tò mò muốn biết con ăn ở như thế nào nên tôi mới xem phòng ốc ra sao ai ngờ vừa mở căn kéo tôi chết sững khi nhìn thấy có rất nhiều bao cao su và mấy vĩ thuốc tránh thai tôi hoang mang cực độ chóng mặt đến say sẩm mặt mày tôi thực sự không biết nên làm sao nữa ngay lúc đó thấy tiếng con gái đi lên tôi vội quay trở lại giường nằm nhưng trong lòng thấy ngổn ngang kinh khủng liệu tôi có nên hỏi rõ con hay không tôi thật sự lo lắng quá vâng thưa quý vị các bạn hai câu chuyện có hai chủ đề khác nhau và cũng mang một tính cách rất là buồn mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời chia sẻ bình luận cho những câu chuyện như thế này thưa quý vị trong thời gian qua tôi luôn săn tìm cập nhật những câu chuyện hay nhất có thể trong gia đình cũng như ngoài xã hội để kịp thời gửi tới phục vụ cô chú anh chị trong và ngoài nước và đến đây tôi xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên các kênh của tôi xin chào và tạm biệt